Story of Vietnamese rice cake. Sự tích bánh chưng. Bánh dày. Dating back to the Hong Bang dynasty. The story began when the sixth Hung King wanted to find an heir to the throne. Câu chuyện bắt nguồn từ triều đại Hồng Bàng. Khi Hùng Vương thứ sáu muốn tìm người nối ngôi trị vì. He organized a competition for his 21 sons. Stating that whoever can create the best dishes under the king's eyes would be chosen as the heir. Vua đã tổ chức một cuộc thi cho 21 người con trai. Bất kỳ ai có thể nấu món ăn ưng ý vua nhất sẽ được chọn kế vị. While other princes searched for the most expensive and the most exceptional dishes. The 18th son, Lang Liu, could not afford to find any such dishes. Trong khi tất cả các hoàng tử đều đi tìm những của ngon vật lạ đắt đỏ. Thì người con trai thứ 18, Lang Liêu, không đủ tiền để mua bất cứ thứ gì như vậy. Dynasty. Triều đại. Triều vua. Dating back to. Có niên đại từ. Story. Chuyện, câu chuyện. Wanted to find. Muốn tìm. Heir. Người thừa kế. Người thừa tự. Throne. Ngai. Ngai vàng. Organize, organize. Tổ chức, cấu tạo, thiết lập. Competition for. Cuộc thi cho. Stating that. Nói rằng, tuyên bố rằng. Whoever. Bất cứ ai. Create. Sáng tạo, tạo ra. Dish. Món ăn, đựng trong đĩa. Prince. Hoàng tử. Hoàng thân. Thái tử. Searched for. Tìm kiếm. Expensive. Đắt tiền, đắt đỏ. Xa hoa. Exceptional. Hiếm có. Đặc biệt. Afford to. Đủ khả năng để. One night, he dreamt of a deity who told him. Một đêm, anh nằm mơ thấy một vị thần đến nói với anh rằng. There is nothing bigger than the sky or the earth, and the rice is the most precious of all. Không có gì lớn hơn trời và đất. Gạo là thứ quý giá nhất trên đời. Now use glutinous rice to make ban chung. A green thing in the shape of a square. Giờ con hãy dùng gạo nếp để làm bánh chưng.
Một loại bánh hình vuông có màu xanh lá. To represent the earth, in ancient time, people thought that the earth was square. Tượng trưng cho đất ngày xưa. Người ta nghĩ rằng đất hình vuông. Dreamt of. Mơ về, mơ thấy. Deity. Thần linh. Sky. Trời. Bầu trời. Earth. Đất. Mặt đất. Quả đất. Rice. Thóc gạo cơm. Precious. Quý, quý giá, quý báu. Glutinous. Gạo nếp. Shape. Hình, hình dạng, hình thù. Square. Vuông. Represent. Tượng trưng cho. In ancient time. Ngày xưa. Thought. Ý nghĩ. Tư duy. Tư tưởng. It will have filling made of mung beans and meat symbolizing plants and animals living on earth. Nó sẽ có nhân làm bằng đậu xanh và thịt tượng trưng cho thực vật và động vật trên mặt đất. You will use green leaves to cover it, representing the care of parents for their children. Con cũng hãy dùng lá xanh để gói bên ngoài. Tượng trưng cho sự chăm sóc của cha mẹ với con cái. Then use ground glutinous rice to make bandeau. A white dome shaped thing representing the sky. Sau đó hãy dùng cơm nếp làm vỏ bánh dày. Một loại bánh trắng. Hình tròn tượng trưng cho trời. Mung beans. Đậu xanh. Meat. Thịt. Symbolize. Tượng trưng. Plant. Thực vật. Animals. Động vật. Green leaves. Những chiếc lá xanh. Cover. Bao phủ che đậy. Care of. Quan tâm. Parents. Bố mẹ. Children. Con cái. Bọn trẻ. Dome. Shaped. Hình tròn. When he awoke, Lang Liu was very happy and start preparing the two things described by the deity. Khi tỉnh dậy,
Làng Liêu rất vui mừng và chuẩn bị hai loại bánh mà vị thần đã miêu tả. When Lang Liu presented his father with them, the king was very impressed by the taste and the meaning that Ban Cheng and Ban Day represent. Khi Lang Liêu đem bánh dâng cha, vua rất ấn tượng bởi hương vị và ý nghĩa của những chiếc bánh của anh. He then declared that Lang Liu would be the new king. And Ban Cheng, the square thing made out of rice. Ngài tuyên bố Lang Liêu sẽ là vị vua mới. Và kể từ đó, bánh chưng, bánh hình vuông làm từ gạo. Would ever since became the traditional and indispensable dish of the Vietnamese Lunar New Year. Trở thành một món ăn truyền thống và không thể thiếu trong ngày Tết của người Việt Nam. Awake, awoke, awoken. Thức giấc, tỉnh giấc. Prepare. Chuẩn bị. Described by. Miêu tả. Present. Đưa. Trình. Nộp. Dâng. Impressed by. Ấn tượng bởi. Taste. Hương vị. Meaning. Nghĩa. Ý nghĩa. Declared. Tuyên bố. Traditional. Truyền thống. Indispensable. Không thể thiếu được. Lunar New Year. Tết âm lịch.